Tình hình dịch bệnh hôm nay tăng 70 ca so với ngày hôm trước. Số ca mắc trong cộng đồng tăng, số ca mắc trong khu cách ly và cách ly tại nhà tăng. Số ca chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu là các ca được phát hiện trong cộng đồng. Hiện tại cách ly tập trung 1.842 trường hợp, cách ly tại nhà nơi lưu trú 28.153 trường hợp, theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 4.660 trường hợp. Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19,